em tên Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1968. Em hôm nay lên chương trình á, muốn kết nối với anh. Em muốn cờ kiếm một người chân thành, thật lòng thương em. Nếu thương em thì lên chương trình xin số điện thoại kết nối với em để cùng nhau cố gắng và tiến tới hôn nhân và sống cảnh già chăm sóc nhau. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng rất là dễ thương, xinh đẹp. Đó, đến đây nhờ anh em kết nối, tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Và liệu ngày hôm nay chị có tìm được ai hay không thì xin mời mọi người cùng đón xem. Thay mặt anh em trong chương trình, xin chào chị nhé. Chị chào các em. Chị cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, mình đến từ đâu? Chị là tên Nguyễn Thị Thủy, chị đến từ Nghệ An. Chị Thủy đến từ Nghệ An. Đúng rồi. Chị Thủy bao nhiêu tuổi rồi? Chị sinh năm 1968 em. Chứ trong căn cước thì có nhiều tuổi hơn. 1968 ha. Ừ, đúng rồi. Rồi, thế thì cái tình trạng hôn nhân của mình thế nào? Tình trạng hôn nhân của nhà chị chia tay em. Mình chia tay bao nhiêu năm rồi? Chia tay tính ra con bé nhà chị 22 năm là 22. Trời ơi, lâu vậy hả? Đúng rồi, chia tay con bé năm rồi. Bầu mà. Thế thì mấy chục năm nay rồi chị Thủy mình quen ai chưa? Chưa em, lo làm ăn nuôi con ăn học rồi bây giờ nó vào đây ổn định thì là con nó bảo mẹ xem có ai ấy thì chị mới đến kết nối chương trình đấy. Ồ, vậy thì trong mấy chục năm nay mình làm gì? Chị nói đủ nghề rồi em, buôn bán nhiều đủ thứ rồi. Chị Thăng vào Đắk Lắk 4 năm ế qua, chị Thăng Sài Gòn là làm siêu thị Copmark này, rồi là bạn làm cho công ty rau sạch này. Bây giờ là chị ra chăm bệnh nhân trong bệnh viện là 4-5 năm nay. Hiện giờ mình đang ở đâu? Chị đứng ở quận 1, chung cư Hiếu Cảnh. Nhà mình ở đó luôn hay sao? Không, chị con bé nó thuê chung cư em. Chị nhà vườn ngoài Bắc chị đứng còn, chị đã bán đâu. Chị ở chung với con hả? Đúng rồi, ở chung với con. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Là chị cũng đi làm mà chị ít về. Chị đi làm trong bệnh viện chị ít về. Hiện tại chị làm công việc gì? Chị chăm bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. Mình chăm ở nhà hay chăm trong bệnh viện chị ha? Chăm ở nhà có em, là cũng yêu cầu về nhà chị cũng về nhà. Có ca về nhà cả năm luôn á. Thì mình suy nghĩ như thế nào hôm nay mình quyết định đấy? Thì em tuổi trẻ thì nó qua rồi, tuổi xuân thì cũng còn bao nhiêu nữa. Thì bây giờ con nó hơi yên ổn tí thì mình kiếm, nếu ai thương yêu thì thật lòng thì mình sống cảnh già dựa nhau và chăm sóc nhau. Thế mình quay lại quá khứ chút xíu, sao hồi đó mình chia tay sớm thế? Em thì cái thời trẻ yêu nhau thì có tìm hiểu đâu. Thì cha mẹ như kiểu đặt ưng rồi là nhắm là đơn lệ đến đây. Hồi đó chị lấy lập gia đình năm bao nhiêu? Hả? Lúc mình lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Thì hơn 17, 17 trời ơi, đến 17 nhỏ tuổi. Nhỏ xíu rồi. Luôn hả? Thì ngoài Bắc lấy sớm lắm, có người lấy 15, 16 tuổi à. Vậy mình được một người con à? Chỉ hai đứa. Hai đứa? Ừ. Thì con lập gia đình hết rồi. Con trai nó ở ngoài Bắc, nó lấy vợ nó ở ngoài Bắc rồi. Con gái chỉ theo chị vào đời. Con gái lấy chồng chưa? Chưa. Ồ, thế sao nay ông đưa con gái lên đây luôn? Con gái nó cũng đi làm. Đưa hai mẹ học đi làm. Con gái có người yêu chưa? Chưa. Trời ơi, đưa con gái lên đây. Em con gái nó học nghề mà. Thế thì chị chia sẻ chút xíu về bản thân mình nào. Ưu điểm, nhược điểm của mình thế nào? Ưu điểm của chị thì chị cũng đời tư chị cũng được may mắn đâu. Chị cũng được may mắn mà chị vất vả lắm. Chị cũng buôn bán nuôi con rồi là đến khi chị cũng chịu khó và chị cũng nói chung nhìn về phía trước thôi. Để làm ăn để con cho nó trưởng thành. Bây giờ ổn rồi chị mới nghĩ đến chút này, tiến tới cho mình một chút. Mà hôm nay chị lên thì chị tìm nữa thương thì mong muốn chị như thế nào? Nói chung thì chị cũng yêu cầu, chị không dám yêu cầu cho cao sang đâu. Chị muốn là ai thương yêu chị chân thành, mà khi chị lên chương trình á, ai mà cảm thấy đồng cảm với chị thì kết nối với chị, có duyên với người nào thì đến với người đó. Ví dụ độ tuổi bao nhiêu chị ha? Tuổi hả? Dạ. Tuổi thì cỡ bây giờ chị cũng phải là ít tuổi để mà đùa giỡn tình cảm nữa. Chị phải kiếm người là từ 60 tuổi trở lên, 65 tuổi đến 70 tuổi.
Rồi từ 60 đến 70 ha chị ha. Ừ. Mình có cần khu vực vùng miền nào cho chị ha, ở đâu cũng được. Thì nói chung là chị ở như ở ngoài Bắc vào Sài Gòn rồi là như người nào ở Sài Gòn hoặc là Bình Dương đi. Lân cận ở đây chứ bây giờ về ngoài Bắc là chị không về được nữa đâu. Rồi, nhưng mà ý là mình có cần một người có kinh tế khá giả hay là một người bình thường thôi? Hay sao? Nói chung chị không chọn được em. Đó là người đàn ông người ta chọn mình. Khi chị lên chương trình người ta thấy mình có tình cảm, đồng cảm, thương chị thì người ta đến với mình. Chứ còn chị đòi hỏi của người ta là mình không dám, không dám đòi hỏi. Không yêu cầu đúng không? Đúng rồi. Rồi cốt người ta thương e chị là cho tình cảm, cho của vật chất, là do cái duyên mình có. Rồi, thì chị không đòi hỏi được đấy. Chị không dám đòi hỏi cái đoàn của nào của người ta đưa về cho mình. Bây giờ ví dụ anh nào mà anh ấy điều kiện cũng hơi khó khăn và cũng chưa có nhà cửa, cũng đang ở trọ tạm thời thôi, cũng đang tích góp tiền để mua nhà, thì chị có đồng ý đến với người ta không? Thì nếu mà đồng cảm thương nhau thì cố gắng em. Cả hai bên đều cố gắng. Chị dễ nha. Chỉ có là phù hợp nhau thôi. Thì đến vì nhau tình cảm chân thành là được. Hiện tại chị làm thì lương thu nhập đỡ không chị? Chị tính theo ngày. Ngày thì 400, 500 chứ mà chứ mà không được một tháng em. Có tháng thì làm được 1 ca, 2 ca. Nếu mà mình về nhà người ta thì mình làm được tháng, có người mình chăm đến 5 tháng rưỡi về nhà đó. Chứ mà cũng không được. Những cái tháng này chị mới làm được có 2 ca, mới được có 6, 7 triệu à. Chứ mà cũng vui em. Vì ở trong bệnh viện mình cũng vui. Chào được trăm người bệnh thì mình cũng vui vẻ lắm. Chị chia sẻ về tính cách tính tình của mình tí xíu thôi. Tính của chị sao? À sao? Tính của chị á, tính cách của mình á. Tính chị thì cũng vui vẻ, hiền lành. Chăm bệnh nhân thì chăm bà già cũng mến, ông già cũng mến, trẻ em cũng mến. Chị cũng có nhiều bệnh nhân cũng khó, chị cũng nhìn á. Chăm bệnh nhân vậy là một ngày là 400-500 nữa hả? Đúng rồi. Ồ, cũng cao đấy hả? Nhưng mà cực luôn chị? Cực em, có ca là thức cả đêm luôn á. Thôi thì cũng chấp nhận ha, công việc của mình mà. Nhưng mà mình có nghĩ là mình sẽ làm vài năm nữa mình sẽ nghỉ không? Chị á, tuổi chị đang chăm được thì chị cứ làm. Chị cũng tính là một là theo chăm một bà về nhà là lương thấp cao chúng nói, nhưng mà để ở người ta lâu dài, không tính chuyển sang thiếu thì có mát. Chị cũng đi tư vấn mấy lần rồi, lương thì không cao mấy chứ mà bên ấy là có bảo hiểm xã hội này, được nhiều chế độ á, mà mình có vào vào dịp tuổi này chứ còn thêm vài tuổi nữa là không, người ta không nhận mình nữa. Lau chùi cái chỗ đó hả? Đâu, mình kiểm tra hàng, sắp hàng, tìm tư vấn rồi. Bên là kho, bên kho ha? Đúng rồi, trước ngoài Bắc Diện bán hàng đấy, bán nói hàng chung là cái nào cũng được, có công việc ổn định là được ha? Ừ, đúng rồi. Làm mãi là làm cái nào mà yếu thì thôi. Đúng rồi. Để gặp được cái ông nào mà phù hợp rồi thì hai bên cùng cố gắng là san sẻ nhau một ít. Thế bây giờ có chú nào mà ở dưới quê á, chị có đồng ý về dưới quê sống với chú đó không? Em nói mà về quê mà xa là chị không về đâu. Nói chung ở Sài Gòn là chỉ có mình không làm thôi. Chứ mình rửa cái chén một tiếng mình có 50-60 rồi. Đúng rồi. Ở Sài Gòn cũng về làm ăn thì mình cũng chịu khó thôi. Từ lúc giờ cô tìm hiểu em chú nào nữa không? Giờ trước mắt hả? Giờ là không có. Trước giờ á? Thì người ta công thương chị cũng có, chứ mà chị cảm thấy cũng phù hợp em. Vì đàn ông bây giờ người ta tán nhiều cái... Mình không tin tưởng hả? Không thật lòng. Đâm ra chị cũng... cũng dừng lại tình cảm cũng lâu rồi. Rồi, quá đã. Vậy là chị cũng hiền lành ấy chứ. Tuổi vẫn còn ít mà cũng lo làm ăn quá vậy. Hôm nay cũng đâu, chị á, tuổi chị á, nói với trời cho cái sức khỏe em. Không 4 tháng không, đi đâu, định kỳ một lần chị không bệnh tật. Chị bốn mấy 50 là còn trẻ mà. Không bệnh tật mà rồi. Chị cũng có sức khỏe, mấy cũng nó cũng trẻ. Hôm nay mình lên đây là con gái mình biết không? Con gái biết. Con gái nói gì không? Con gái nó bảo mẹ đi mẹ cứ lên chương trình đi. Duyên mình có người cũng thương mình thật lòng. Nếu có người thương là thật lòng thì mẹ cứ dựa, sau này con lấy chồng sướng khổ thì con cũng bù đắp cho mẹ. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Thế thì chị theo dõi chương trình của em lâu chưa?
Chị theo dõi lâu lắm rồi, chị hẹn Huy Hùng này với Đức Tuấn này, chị hẹn tứ hẹn lưu mấy lần đó. Nói chung là mọi lần cũng nói là chị không xuống không được, là chị ấy là cũng gửi cho mấy hình chứ mà chị muốn. Rồi thế thì mình suy nghĩ như thế nào để mình quyết định ở đây này, mình có đắn đo mất mấy bao nhiêu đêm hả? Không phải đâu. Hay là công việc? Chị công việc. Rồi. Công việc đi làm thì không xuống được. Còn mình dứt khoát mình đi là đi đúng không? Đúng rồi, hôm nay là đi, bây giờ đi gọi về chị cũng cứ kỳ đó. Rồi. Đã đi lỡ rồi, đi rồi, chị đi trên nửa đường rồi. Rồi. Có người gọi về đi làm hả? Cái bàn nó làm hai đứa làm ca một tuần á, thì nói bây giờ bà làm cho tôi trưa rồi tôi thay cho bà, bây giờ hỏi bà đã về chưa, thì bà đi đâu này, tôi đi chơi tí. Rồi được rồi, thế thì hôm nay đến đây thì trước hết thay mặt anh em cũng cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình, đã tham gia chương trình của đội em. Thì trước khi kết thúc thì chị có lời nào muốn nhắn gửi tới các anh, các chú cũng như toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi câu chuyện của mình không? Có, hôm nay là em lên chương trình á, thì mong các anh các chú có xem chương trình em, thì có ai mà có đồng cảm thương em thì kết nối chương trình, xin số điện thoại, hai bên cũng tìm hiểu nhau, nếu hợp nhau thì tiến tới. Rồi, hôm nay chị đến đây mình có cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Cam kết em, chị cam kết. Mình có đồng ý cho tất cả mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh video của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Đồng ý. Cảm ơn chị nhé. Và một lần nữa cũng thay mặt anh em trong chương trình cũng xin chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Các anh chị cô chú nào muốn tham gia thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể. Và bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Chị cảm ơn các em nha. Chào chương trình. Hả? Bây giờ uống bớt chưa? Đúng cũng bớt rồi, nhưng mà uống nhiều cũng được không? Uống nhiều không ảnh hưởng gì hết, tại vì nó hoàn toàn là thiên nhiên. 4 chai rồi. Dạ. 10 phần bớt được mấy phần rồi anh? Ôi giời, nó đỡ rồi, không đi làm nổi. Vậy hả? Thế thì trước khi anh uống là nó bị thế nào? Trước khi anh bị cái uế nó cứ đỏ lưng lên đấy. Ồ, sưng vù lên à? Sưng vù khớp nhưng uống nó khỏi rồi. Anh uống được bao nhiêu chai thì nó xẹp xuống? Thì được 3 chai thì thấy nó khỏi rồi, đi làm được. Ồ, bây giờ 10 phần là bớt được mấy phần rồi anh? Cũng coi như cũng hầu như gần được 100% đến nơi rồi. Ồ, thế vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà trước khi anh uống là đi không nổi luôn hả? Đi đâu lắm, quỳ, cứ toàn quỳ. Ôi dồi ôi, khổ thế. Thế là uống vậy là nó bớt hợp thuốc rồi đó, vậy là quá tốt luôn á. Ngồi ăn cơm cứ dạng thầy he rồi, mà khổ con dâu nhưng mà cũng sợ ngại, cứ dạng đeo chịu được. Dạ. Nhưng mà anh đau nguyên cái khớp gối hay là có phải đau khớp lưng không? Khớp gối, khớp lưng. Thế mới huyết áp, của huyết áp thì tốt rồi. Dạ, vậy là tốt rồi, vậy thì để em gửi cho hai chai nữa nhá. Ừ, em mà uống tốt đó thì giới thiệu giúp em, tại vì cái này nó hoàn toàn thiên nhiên nên anh uống số lượng nhiều nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Ừ, anh biết rồi. Dạ, vậy em cảm ơn anh nhá. Rồi, dạ.